Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị một chiếc Toyota Cross phiên bản 1.8V màu trắng ngọc trai, nội thất màu đen, giao ngay tại Toyota Bắc Ninh. Thì xe Toyota Cross trên thị trường hiện tại thì cũng khá là ít. Nguồn xe trên thị trường nói chung và xe của Toyota nói riêng thì đều đang bị cháy hàng, đặc biệt là với những cái dòng xe nhập khẩu. Thì hôm nay em có một chiếc xe màu trắng giao ngay, thì em sẽ xin phép quay video giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này, nội ngoại thất cũng như là cập nhật cho anh chị về giá xe của bản này và cũng như các phiên bản khác của Toyota Cross. Chiếc này thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản là 1.8G, giá niêm yết là 746 triệu, bản 1.8V trước mắt chúng ta đây là 846 triệu. Như màu trắng ngọc trai trước mắt chúng ta thì sẽ thêm 8 triệu là 854 triệu, còn phiên bản cao cấp nhất sẽ là 930 triệu. Chúng ta sẽ đi một vòng ngoại thất, em sẽ giới thiệu cho anh chị một số cái điều hay ho trên chiếc xe này. Đây là một chiếc xe giao ngay bên em. Thứ nhất là anh chị thấy đây là logo 3D, logo thiết kế mới, và trong cái logo này nó sẽ có cái chức năng là giữ, có một cái radar bên trong phụ trách chức năng là giữ khoảng cách và cảnh báo tiền va chạm. Bên dưới là cam 360, cam trước trong hệ thống cam 360. Đèn thì là đèn bi LED rồi. Cái cảm biến trước đèn bi LED này, la răng 18 inch phay xước, gương cụp mở tự động và tự điều chỉnh khi lùi, có cam ở trên gương và trong hệ thống cam 360. Cửa đây là cửa thông minh, chạm vào là khóa, mà chạm vào thêm một lần nữa là mở. Anh chỉ cần đeo khóa ở trên người thôi. Xe trang bị là 4 cảm biến sau. Em sẽ anh chị xem một vòng với nội thất. Đây là nội thất màu đen ạ. Đi qua gương thì em quên mất một chi tiết, đó là có cả cảnh báo điểm mù trên gương. Đây chị ạ, cảnh báo điểm mù trên gương. Xe có nội thất là đen. Màn hình trung tâm rất lớn, có cả cửa sổ trời, gương tự động chống chói, đèn tự động, gạt mưa tự động, có nút cảnh báo tiền va chạm này, cảnh báo điểm mù trên gương này, cảnh báo tiền va chạm và giữ làn đường, gương tự động cụp khi lùi, cần số thì được chuyển dưới chân ở phía đằng xa xa kia, hơi tối một chút. Điều hòa hai vùng tự động và có chế độ eco, có cửa gió sau cho người ngồi phía sau xe luôn, cửa gió sau. Và ở đằng sau thì được trang bị có để cốc riêng này, bệ tì tay này, cốp thì có ngăn chứa cốp, cách cốp ở phía sau, đèn trần cho hàng ghế thứ hai, cửa sổ trời thì cái gạt tấm chắn nắng thì gạt cơ, nhưng mà tuy nhiên là cái mở cửa sổ trời thì là dùng điện rồi anh chị ạ, có cả chế độ mang cá nữa. Vâng, vừa rồi thì em vừa giới thiệu cho anh chị một chiếc Toyota Cross bản 1.8V màu trắng ngọc trai, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, giá là 854 triệu. Cho anh chị, chị nào còn quan tâm về xe, về tất cả các phiên bản xe, màu xe cũng như các cái thông tin khác về xe, có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.